T90 mà con. Đây đây Tết rồi mà con mua tặng cái máy xăng là 6 năm luôn nè. Máy dầu bảo hành 3 năm, máy xăng bảo hành 90 ngày. T90 nha. Mẫu GT chỉ còn 90 thôi. Nóc hai chữ K. Bue dễ thương à, mềm đúng là độ có sái rồi, mềm. Đèn pha tốt luôn. Đẹp. Đẹp. Mới sau này là có đồng hồ luôn. Quá đẹp trời. Tặng cái máy xăng. Giá không đổi. Máy xăng bảo hành 90 ngày, còn cái GT bảo hành 3 năm. Đẹp. Mất tình Thái Lan luôn thấy không? Alo. Đẹp quá này. Nóc GK là nó có hai đời GT là nó có hai chữ K nè. Enzo luôn nè, thương hiệu nổi tiếng của Nhật nữa không? Enzo là thương hiệu nổi tiếng của Nhật, Enzo á. Enzo là thương hiệu nổi tiếng của Nhật đó nha.